Vụ ca nương Tú Thanh qua đời sau tai nạn giao thông, chị gái cuối cùng cũng chấp nhận chuyện em gái đã qua đời. Sau khi ca nương Tú Thanh qua đời, chị gái ca nương dí cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn, cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, người thân của gia đình Tú Thanh cập nhật, Tú Uyên giờ đây đã hồi phục sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chị gái ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam cuối cùng cũng đã chấp nhận được chuyện em gái đã qua đời. Tú Uyên còn vẽ một bức tranh để làm quà tặng Tú Thanh. Ngày xảy ra tai nạn giao thông, Tú Uyên 18 tuổi, đeo em gái Tú Thanh và bất ngờ va chạm với ô tô 5 chỗ. Tú Thanh ngã ra đường, tử vong vì chấn thương nặng. Tú Uyên được đưa đi cấp cứu, chấn thương ở đầu, gãy xương chân và xương khớp háng, hiện nằm điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Trước đó, trong khoảng thời gian đợi sức khỏe hồi phục, Tú Uyên không được gia đình cho biết về hung tin Tú Thanh qua đời vì sợ cô gặp cú sốc lớn. Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, theo lời một nhân chứng trong vụ tai nạn giao thông của ca nương Tú Thanh, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, khi đang dọn hàng, bỗng chị giật mình nghe tiếng va chạm mạnh của phương tiện nên vội ngó ra xem. Lúc này, chiếc xe máy đang bay văng từ phía ngã tư về cục điện đèn gần đó. Trên nền đường là hai cô gái nằm sóng xoài, nhân chứng sợ hãi, chỉ kịp hô hoáng mọi người chạy ra xem cứu giúp. Trong đó có hai vợ chồng người hàng xóm ở gần đó đã chạy ra đưa hai em đi cấp cứu. Đám tang ca nương Tú Thanh ngày 3 tháng 7 không có cha mẹ bên cạnh lo toan, vắng chị gái vì đang nằm cấp cứu tại Hà Nội. Nhưng ấm áp tình họ hàng, làng xóm, bạn bè và đặc biệt là những tiếng cầu kinh niệm Phật. Theo nguyện vọng của gia đình, lễ tang của Tú Thanh không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa, không kẹn trống, chỉ có tiếng niệm Phật đông đảo tăng ni ở các chùa trong và ngoài thành phố Hải Phòng đã về tụng kinh cầu siêu cho Diệu Ngọc, pháp danh của ca nương Tú Thanh, khi em quy tam bảo năm 2020 theo truyền thống gia đình. Cả nhà Tú Thanh đều là những Phật tử thuận thành.